Xin kính chào các bạn. Rất hân hạnh được mang đến trận đấu này cho các bạn. Tôi xin được nói trước, chúng ta sẽ có một trận đấu rất hồi hộp và kịch tính đấy. Thật sự phải nói thì tôi nhìn thấy anh nhiều hơn cả nhìn thấy vợ mình cơ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, đó đúng là một điều thực sự tuyệt vời. Và với sức nóng của sân, chắc là chỉ có các đội đến làm khách ở đây có thể hiểu rõ nhất khi họ phải đối đầu với một lượng cổ động viên lớn và ở rất gần với các cầu thủ. Câu lạc bộ Benfica đang có những tháng ngày rất tuyệt vời và sẽ là ngọt ngào hơn rất nhiều khi mà ngày hôm nay họ có thể giành chiến thắng trước Manchester City. Tiếng còi khai cuộc của trọng tài đã vang lên và trận đấu đã bắt đầu. Một đường chuyền bóng dài. Không được. Một tình huống can thiệp rất đúng lúc. Rodrigo gặp tình huống rất tốt. Rafa. Laporte. Raheem Sterling. Chuyển vào trong. Rất nỗ lực. Chuyển vào. Tarap. Sẽ có một quả ném biên. Tình huống phá bẫy biệt vị. Tình huống chưa bóng vào trong. Sẽ có một tình huống ném biên. Được chuyền nơi mạnh. Tarap. Rafa. Đường cho khe. Phòng thủ rất tốt. Rất đáng tiếc. Một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Đường cho khe. João Cancelo. Một đường chuyển lên. Đánh đầu. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Việc chơi lẫn lướt và tạo sức ép lên khung thành đối phương là điều rất cần thiết. Không được. Quân tố án. Rất khả. Đường cho khe. Tình huống nguy hiểm. Các cầu thủ đang tỏ ra rất nôn nóng để tìm kiếm bàn thắng. Họ đang chờ đợi em Xuân không biết mệt mỏi. Chuyển vào trong. Cơ hội tấn công. Đường cho khe. Để mất bóng rồi. Rất tốt. Rafa. Đường chuyền đã bị chặn lại. Anh sẽ làm gì đây? Phản phá rất quyết liệt. Thank you.
rất tốt. Không được rồi. Ram Sterling. Không được. Tarap. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bàn một quả đá phạt. Góc sút là khá rộng và có thể nói đây là tình huống khá nguy hiểm. Phòng thủ rất hay, sẽ có một quả ném biên. Pha đi bóng rất quyết tâm. Quân cơ hội để phản công. Đường truyền không tốt. Tarap. Give it to Bruyne. Give it to Bruyne. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Flybach để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Câu lạc bộ Benfica đang có những tháng ngày rất tuyệt vời và sẽ là ngọt ngào hơn rất nhiều khi mà ngày hôm nay họ có thể giành chiến thắng trước Manchester City. Pha xử lý rất cầu thả. Tarap. Quân tố án. Piak Maret. Đường chọc khe. Kevin De Bruyne. Quân tố án. Một pha chờ bóng. Cơ hội vẫn còn. Cơ hội đã trôi qua mất rồi. Piak Maret. Walker. Tarap. Venka. Phản phá rất quyết liệt. Dứt điểm đi. Một bàn thắng đã đến là điều hiển nhiên trong một thế trận như thế này. Cú dứt điểm thể hiện cản ra bóng rất tốt. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước và ở ngoài đường pit thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công. Theo xếp hạng của giới truyền thông thì Premier League luôn là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Xếp sau tiếp theo là các giải đấu La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1. Ram Sterling. Vertonghen. Tarap. Otamendi. Cơ
không được. Tarap. Ram Sterling. Giữ bóng rất tốt. Quân Tô Quán. Mất bóng rồi. Pha phản công. Rất nỗ lực. Không được. Cặp trung vệ đang thi đấu rất ổn định. Ryan Sterling. Rodrigo. João Cancelo. Gundogan. Tình huống pha bóng biệt thị. Đường truyền sang cánh khá tốt. Phòng ngự rất chắc chắn. Dứt điểm ngay. Không được. Theo quan sát của chúng tôi thì có lẽ một số cầu thủ trên sân đang có dấu hiệu xuống sức. Huấn luyện viên nên đưa ra những sự thay đổi để gia tăng thế trận. Kevin De Bruyne. Riyad Mahrez. Kevin De Bruyne. Không thể vượt qua được thủ môn. Có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Tarap. Chuyển vào trong. Phòng thủ rất hay. Sẽ có quả đá biên. Chuyển bóng vào trong. Rotogen. Không khí trên các khán đài đang rất nóng nhiệt. Tarap. Tarap. Pha phản công. Không chia bóng rất tốt. Pha phòng ngự tỉnh táo. Riyad Mahrez. Tarap. Vertonghen. Cơ hội để phản công. Rất nỗ lực. Cơ hội. Wow. Đó là câu trả lời đánh thép. Là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu trong những phút vừa qua. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi thì bàn thắng đến là một điều hoàn toàn xứng đáng. Hàng phòng thủ đã chơi quá lỏng lẻo trong những phút vừa qua. Và một lần nữa trong tình huống này họ cho thấy được sự mất tập trung của mình. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quebec để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng.